Thì cái việc như các bạn đã biết đó là cái tế bào miễn dịch nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng, ngoài cái việc là nó phòng ngừa sự tấn công của các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có hại cho chúng ta, thì tế bào miễn dịch cũng giúp cho chúng ta khỏe mạnh và tấn công các tế bào ung thư sản sinh trong cơ thể chúng ta. Tại mỗi ngày mỗi giờ thì trong cơ thể chúng ta ít nhiều cũng có cái tế bào nó nhân lên, nó gặp những cái sai sót trong quá trình sao chép thì nó gây ra những cái đột biến, mutation. Thì những cái đột biến đó nó có thể dẫn đến cái ung thư. Thì tế bào miễn dịch của chúng ta sẽ nhận biết ra những cái tế bào nó bất thường như vậy và nó sẽ loại trừ ra trong cơ thể chúng ta. Thì khi mà tế bào miễn dịch của chúng ta nó không còn nhận biết ra được những cái việc đó nữa thì cái ung thư nó sẽ xuất hiện. Thì càng nhiều các nghiên cứu về sau người ta còn thấy cái vai trò quan trọng của hệ miễn dịch. Và do vậy các phương pháp các trị liệu phương pháp trị liệu sử dụng cái tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư cũng ngày càng phát triển gần đây, và người ta thấy cái phương pháp này khá là triển vọng bởi vì nó tấn công rất là đặc hiệu lên cái tế bào ung thư và nó có ít tác dụng phụ hơn so với những cái phương pháp truyền thống hiện nay. Tuy nhiên nó vẫn còn rất là phức tạp và khó phát triển. Thì câu hỏi đó là hiện nay sử dụng cái liệu pháp miễn dịch này như thế nào? Thì theo như mình biết hiện nay đó là chỉ có hai liệu pháp miễn dịch được FDA, đó là cái cục quản lý thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ chấp nhận cho sử dụng trên người bệnh ung thư. Đó là hai cái loại thuốc dựa lên cái việc thay đổi cái tế bào T, tế bào miễn dịch T. Thì còn có cái tên gọi khác nó là CAR T-cell, có thể nhiều bạn ở đây cũng đã nghe rồi. Và hai loại thuốc này chỉ sử dụng trên ung thư máu. Tuy nhiên các bạn cũng nên biết rằng các nghiên cứu về các tế bào miễn dịch sử dụng trong ung thư ngoài tế bào T, người ta còn có thể sử dụng tế bào NK, Natural Killer Cells, hoặc các tế bào gai và dendritic cells trong điều trị ung thư. Nhưng mà hầu hết các nghiên cứu này còn đang ở trong cái giai đoạn đó là nghiên cứu tiền lâm sàng hoặc lâm sàng trên nhiều loại tế bào kết hợp với nhau, hoặc là trên nhiều loại ung thư, không chỉ ung thư máu mà còn có những loại ung thư rắn khác nữa. Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu cho tới hiện nay vẫn chưa đưa được cái kết quả có thể tin cậy và có thể lặp lại được ở trên người. Do vậy FDA vẫn chưa cấp phép cho những cái phương pháp, những cái liệu pháp này lên con người. Thì chúng ta hãy hy vọng, và hy vọng trong tương lai thì nhiều cái nghiên cứu đưa ra được những cái kết quả thành công mỹ mãn hơn, thì sau đó nó sẽ được áp dụng rộng rãi trên con người chúng ta.